Úi xong. Chào chú Huấn nhá. Chú dạy cho cháu cái tiếng mèo kêu nhỉ. Mày, chú cháu xui dạy. Mèo. Mèo. À quên, chú dạy cho cháu cái tiếng lợn bị cắt tét nào nhỉ. Hay. Quá hay chú Huấn ạ. Cho cảm ơn chú nhá. Ok nhá. À quên, chú dạy cho cháu cái cách tán gái mà xinh mà chú đi. Đầu buổi. Chú chửi ai ấy? Chú đi chửi không? Ai dạy? Thôi thế chú xin lỗi. Còn cặc nhà chú.